Ngọc Lan kính chào quý khán giả Người Việt Online. Mở đầu bản tin hôm nay là phần tin địa phương. 200 người Mỹ gốc Việt đại diện cho 130.000 người ký thỉnh nguyện thư đòi nhân quyền cho Việt Nam đã được các giới chức Tòa Bạch Ốc đón tiếp vào hôm ngày 5 tháng 3. Trong khi buổi gặp gỡ diễn ra tại tòa nhà Eisenhower Executive thuộc văn phòng Tòa Bạch Ốc, thì phía bên ngoài, đông đảo đồng hương Việt Nam mang cờ, biểu ngữ, bày tỏ sự ủng hộ với thỉnh nguyện thư nhân quyền. Theo tường thuật của phóng viên báo Người Việt, tại buổi gặp gỡ, ông John Carson, giám đốc văn phòng tiếp cận cộng đồng của Tòa Bạch Ốc, chào mừng mọi người và nói rằng con số 130.000 chữ ký, quý vị đã tạo ra một hiện tượng. Ông cũng cho biết Tổng thống Obama rất coi trọng nhân quyền, đây mới chỉ là sự bắt đầu và đây là một vấn đề phức tạp. Ngoài ông John Carson, còn có các đại diện Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hiện diện trong buổi đón tiếp. Về phía cộng đồng Việt Nam, giới chức Tòa Bạch Ốc mời 3 người lên phát biểu, đó là ca sĩ Quốc Khanh, anh Billy Lê, chủ tịch Tổng hội sinh viên, và cô Cindy Đinh, đại diện cho Hội đồng Nhân quyền cho Việt Nam. Cả 3 người đều kêu gọi Tòa Bạch Ốc chú ý đến nhân quyền Việt Nam hơn nữa. Riêng ca sĩ Quốc Khanh mong được Tổng thống Barack Obama can thiệp cứu nhạc sĩ Việt Khang, người bị công an Việt Nam bắt vì sáng tác hai nhạc phẩm Việt Nam tôi đâu và anh là ai. Hiện nay, đài truyền hình SBTN và cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ tiếp tục kêu gọi mọi người ký thỉnh nguyện thư, hầu tạo nên sự chú ý cho chính giới Hoa Kỳ. Cuộc vận động này sẽ chấm dứt vào ngày 8 tháng 3 tới đây. Thưa quý vị, trong một trường hợp rất hiếm thấy, hôm thứ Hai, đài truyền hình Bắc Hàn cho công bố một số hình ảnh tập trận của bộ đội Bắc Hàn. Sự kiện này xảy ra cùng thời điểm với những cuộc tập trận của quân đội Nam Hàn và Hoa Kỳ ở miền Nam. Cuộc biểu dương quân sự của Bắc Hàn diễn ra trong lúc các phái đoàn thương thuyết quốc tế về vấn đề nguyên tử chuẩn bị tái nhóm họp ở Bắc Kinh. Hình ảnh Bắc Hàn công bố cho thấy các binh sĩ diễn tập Taekwondo, xe chở binh sĩ có gắn các ống pháo hỏa tiễn và pháo binh chuẩn bị vào vị trí tác xạ. Cuộc tập trận diễn ra trên bờ biển gần đảo Yeongbyon của Nam Hàn đã bị Bắc Hàn pháo kích cuối năm 2010. Cũng trong phần tin Hoa Kỳ, thì hệ thống cửa tiệm Sprinkle Cupcakes vừa có một sáng kiến độc đáo là thiết lập những chiếc máy bán bánh cupcake tự động, tương tự như máy ATM. Loại máy này giúp cho khách hàng có thể mua bánh suốt 24 giờ mỗi ngày. Cupcakes là loại bánh ngọt nhỏ đặt trong một chiếc ly bằng giấy hay nhôm vốn được người Mỹ, đặc biệt là giới trẻ ưa thích. Tin cho hay, chiếc máy đầu tiên sẽ đặt tại Beverly Hills, tiểu bang California. Ba chiếc máy nữa sẽ đặt ở New York vào mùa hè này và sau đó đến các thành phố khác. Người có sáng kiến này là bà Candice Nelson, chủ nhân sáng lập tiệm Sprinkle ở Beverly Hills từ năm 2005. Bà cho biết sở dĩ có sáng kiến này là vì tiệm của bà không thể nào mở cửa bán bánh cho khách hàng đến mua trễ vào ban đêm. Thưa quý vị, ngày thứ Ba, mùng 6 tháng 3, được người Mỹ gọi là Super Tuesday, tức thứ Ba siêu đẳng. Đây là ngày bầu cử sơ bộ diễn ra ở 10 tiểu bang với 419 đại biểu sẽ được chỉ định cho Đại hội Đảng Cộng Hòa. Ứng cử viên Mitt Romney trước đây đã thắng ở 5 tiểu bang và đang dẫn đầu, hy vọng bằng những chiến thắng đạt được hôm nay sẽ làm vững vàng thêm vị trí ấy. Nếu như ứng cử viên Mitt Romney chắc thắng ở Massachusetts, Vermont, Virginia, Idaho và North Dakota, thì ứng cử viên Greg Santorum có thể mạnh ở Oklahoma và ngang ngửa với Romney ở Tennessee và Ohio. Tiểu bang Georgia có số đại biểu lớn nhất với 76 người, vốn là tiểu bang nhà của ứng cử viên Newt Gingrich, và ông này hy vọng chiến thắng ở đây sẽ có lợi cho cuộc tranh cử. Cuối cùng, ứng cử viên Ron Paul, vị dân biểu Texas, có quan điểm tự do nhất trong 4 ứng cử viên đang có hy vọng đạt được chiến thắng đầu tiên ở Alaska. Cuối cùng là tin, cảnh sát tiểu bang California đã bắt giữ 72 người trong cuộc biểu tình ở Sacramento phản đối việc tăng học phí đại học vào chiều ngày 5 tháng 3. Các sinh viên tham gia biểu tình đã không tuân lệnh rời khỏi trụ sở quốc hội. Sau khi dùng loa phóng thanh cảnh cáo nhiều lần, hơn 200 cảnh sát có trực thăng yểm trợ đã bắt đầu cuộc bắt giữ sinh viên vào lúc 7 giờ 30 tối và đem về tạm giam trong nhà tù Sacramento County. Ban tổ chức biểu tình hy vọng huy động được 10.000 người tham dự, nhưng thực tế không đạt tới con số ấy.
Nhiều chuyến xe bus chở sinh viên đến, kể cả từ những nơi rất xa như Riverside, cách đó 450 dặm. Học phí đại học ở California đã tăng gấp đôi trong 5 năm qua do tiểu bang thiếu ngân sách hoạt động, và đó là lý do nổ ra cuộc biểu tình lần này. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin hôm nay. Ngọc Lan kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Em vô cái trang mvepages.com á, hay là thương mại đó đây.com á, để tìm dễ hơn. Ồ, cảm ơn anh. mvepages.com và thương mại đó đây.com, hệ thống dữ liệu thương mại gốc Việt lớn nhất Hoa Kỳ. Cần tìm bác sĩ, nhà thuốc Tây Việt Nam, đi chơi xa cần tìm nhà hàng Việt Nam. Cần mua bảo hiểm xe, bảo hiểm sức khỏe nhân thọ. Cần đi chợ Việt Nam, hãy vào mvepages.com hoặc thương mại đó đây.com. Hơn 80.000 doanh nghiệp Việt, hơn 200 ngành dịch vụ, trải rộng trên 800 thành phố Hoa Kỳ. Chương trình được đặt sẵn trên điện thoại, iPhone, Android, iPad, rất thuận tiện để sử dụng. Mọi liên lạc quảng cáo xin gọi 714-892-9414.